ưu tiên nữa nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay cùng đi bắt ong tiếp tục cả nhà ơi. Thì công việc chính hàng ngày thì chỉ có nhiêu đó thôi nghe cả nhà. Vô trong đây thì được ông anh ông chú ông dẫn cho đi coi cái tổ ong này, nói chung là dữ lắm nghe cả nhà. Đây cùng quay cả nhà xem. Thì đầu video cùng cũng xin chúc cho cô dì chú bác gần xa và các anh em đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn cả nhà ơi. Sắp tới đây cùng ra những cái clip săn bắt những con này con kia cá mắm hay gì đó, cũng mong cả nhà được sự ủng hộ của cả nhà nha. Chứ quay bắt ong giờ nó rất view quá cả nhà, nó thẳng là nhiều khi nản lắm á. Đây cùng vô đây gặp tổ ong này mừng quá. Nó bự cả nhà, con ong lớn dữ lắm lớn. Nè cả nhà. Trời ơi, con ong này chừng 2 mét cả nhà ơi mà nó đóng thấp lùng à. Nghe ông chú ông anh ông nói là cũng đóng cũng khá là lâu rồi. Mà nó đi đóng mấy lần rồi mà xịt thuốc cho nó đi không mà chứ đâu có khóa động gì nữa. Hôm nay đi đủ mặt mấy chú luôn cả nhà. Chào cả nhà. Bảy chào nhà bảy. Ê chào. Cũng không có lên video. Đây cái ông này thì mấy của ông chú đây cả nhà. Đóng đã đóng lâu chưa chú? Đóng hôm nay mà tháng 2 tới giờ mà nó đóng trước kia thì anh không biết. Dạ. Anh mới phát hiện gặp hồi tháng 2. À dạ. Vậy là đóng lâu lắm mày, ổ này dài lắm nghe cả nhà. Đủ mà vợ bé tao gặp chứ chết tao luôn á. Thì nãy giờ chú Bảy rồi cũng làm cái gọi nè, gọi này gọi thần thánh luôn á. Lá gì vậy? Em đi đây hả? Dạ, dạ. Lá trong má hoài kìa, không phải lá hôi. Lá gì tụi lưa, lá mít, lá thu địch gì tụi lưa cho cả nhà ơi. Thôi để còn lên bắt quay phim cho quay lại cho cả nhà xem nha, hy vọng là mặt sẽ nhiều nha cả nhà. Tháng 2 em thu nhập có rồi. Cùng mời gọi lên nha cả nhà. Ông này lớn dữ lắm cả nhà ơi. Gió quá cả nhà ơi. Thì gọi này bảo đảm luôn cả nhà, khó dữ lắm luôn nè. Quấn ba cái lá tạp đó, nó phình phình. Đây cả nhà. Trời ơi mẹ ơi, đúng không? Mà nó bự thấy ghê trời. Ủa cái dao chú cắm đây luôn hả? Ê có rồi. Qua lớn cả nhà ơi. Cả nhà coi nó phì coi nè. Nó bự. Cái xài dễ leo. Con xà hậu này lấy ảnh này diện đẹp không được quá. Khó lấy lắm. Nói chung là cái video mình nó người ta xem như vậy không mà tất cả đều nhờ cái ảnh đại diện nha cả nhà. Với lại nè cả nhà. Quá lớn luôn cả nhà ơi. Ôi ông coi nè. Thứ gì chịu nổi thứ này. Nó nằm lúc cái đầu mài luôn á. Nó bự ghê nè cả nhà. Ôi. Quá đã cả nhà ơi. Cái giọng được bữa hổm nghe. Nghe ông chú nói nó bị khô hết lần lú đầu mặt ra rồi giờ nó làm lại.
Gỗ này mầm mà ai đi vườn không biết, đi đụng nó một cái chắc xỉu với nó. Rồi nó kéo dĩ ra nó ẻo luôn à. Đuốc này khói cũng hơi ít luôn kìa. Trời ơi, con mặt gì nó dài mà nó bự. Con này 2 mét kìa ơi. Thôi ôi, chám vôi. Vô sâu không đây. Ô chám voi mà vô cũng cạn cái nhà, không sâu không. Chắc cũng cỡ nhiều cũng có chứ, kiếm có 2 lít là được. Dài có tới đây luôn á nhà ơi. Bên kia lép và bên đây khủng. Chú Hành bố thì gọi sao con không thấy khói đâu chân chú. Bắt đầu nó tấn công rồi. Cả 3 lít đó chứ cả nhà, cả 3-4 lít đó, nhiều lắm. Thấy vậy chứ nhiều lắm cả nhà ơi. Nó được cái phần bên đây nè, nó ảnh qua bên đây nè. Cái gọi này không phải cường bó nha, chú cường bó hơi dở chút. Là khói nó không có được tạt khói mạnh á. Nãy giờ thổi muốn tắt thở luôn. Đây, quay cái cục mặt cho cả nhà xem nè. Hết biết luôn. Nè cả nhà. Ây da. Khói thì có khói mà nó quýnh ta. Mấy bên đây nè cả nhà. Bên đây nó vô ngon hơn. Đó cả nhà thấy không? Nó bị cong vô kèo. Cả nhà. Khoảng 3 lít là có nghe cả nhà. Đám vô hết trơn luôn nè. Mặt nó vô tới chừng dưới mấy ngồng nó bù luôn nè. Coi này cả nhà. Thứ gì chịu nổi thứ này. Quýnh vô tay gần mấy dít rồi. Ây da. Ôi, đã. Mặt xuống tới đây luôn cả nhà, thấy trong mấy ống mặt nước không không? Đó. Rồi, cùng tiến hành lấy mặt nha cả nhà. Mặt này quá lớn à. Dính vô tay nó trời. Dạ.
thôi, nó bỏ đầu mặt rồi, giờ nó vô mặt lại cái nhà chứ không thôi là nó đó. Mặt khải hùng mặt luôn. Sửa cái dĩ cho nó xéo xéo. Xéo còn dọn kèo nữa, nó làm cho nó kéo cái ông xuống á. Dọn kèo nó đã đẹp trai liền. Cái bịch này là cái bịch lớn nha cả nhà. Bịch mà còn còn mua bữa hổm là nó tới 70 hay sao? Là 40 50 70 chứ. Bịch lớn dữ lắm lớn. Giờ trước mắt là còn cứ cho nó vô bịch hết đi nha. Một hồi xuống dưới đất thì mình sẽ lọc những cái phần con này kia lại sao chứ giờ trên đây nó không khó làm. Mặt tại bự quá. Con mặt bự quá trời ơi. Bịch này mà cái họng lớn luôn á mà còn chịu không nổi nữa luôn. Cái này chắc cắm đầu thiệt quá. Trời ơi trời. Má ơi cục mặt gì mà dữ thần hồn vậy. Quá trời cục mặt này luôn. Cục mặt này tầm khoảng 7-8 kg rồi cả nhà. Ủa khoảng 8 kg luôn. Để Cường đi xuống đất cái đi. Để hồi cầm hồi nó gớt xuống luôn. Dạ. Quýnh trời. Dạ. Quá trời bự à. Ây da. Để Cường cho vô bịch nó cái nhà ấy. Mặt cắt không đem xuống nổi luôn. Nãy xuống cái giò Cường động vô cái ông không có khối thành ra nó quýnh. Mặt gì giờ giác hết nổi luôn. Chưa có kịp dọn kèo ông gì chứ nó quýnh quá. Trời ơi chú Hạnh có cái gọi không có miếng khối nữa. Trái phừng phừng. Trời ơi. Không có khối gì nhân á. Ê được đi dục. Dục. Dục cái gọi cho con. Nó có hơi luôn Cường. Đây con ngoài đây.
đợi cả nhà đợi cường chút nha cả nhà, cường xử lý cho nó gọi cái này cái mới được. Quýnh mày ổng là táo táo hết trơn rồi. Con ông này lúc xuống nãy biết sao không, con quẹt cái xuống khói ít quá nó con quẹt cái giòn ngay chân đó, cái nó quýnh vậy đó. Dạ quýnh con mấy cái chục mấy dít rồi nè. Chút xíu nó bay lên nè. Rồi ngon lành. Hết hết đeo rồi. Hết rồi. Chúng nó cởi áo ra nó hết rồi. Đút rồi tao bia quyết vậy thôi chứ chê gì. Cái gọi cái khỏi gì lên 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 con thổi không muốn tắt hơi con luôn á. Trời ơi. Cục chặt quá đâu không khói. Không phải cục chặt mà không biết sao không có khói nữa, lỏng lẻ rồi không có khói luôn nữa. Ừ. Ít vậy ít tàu dừa ở mà. Có nhiều chứ. Mẹ con này chết không mà đứng đây nữa. Đâu rồi chú? Đem cục mặt á, người yêu ơi, không tay rồi. Quýnh chạy lúc mà vừa luôn rồi. Khói mệt mụ vậy con nào quýnh nữa. Nó chết là nó chết hả? À nó quýnh trời ơi, quýnh đầu con giò còn dính cái kim vô nè cả nhà. Đâu? Bốn năm lít á. Đâu vậy vậy? Thôi rồi. Nè cả nhà. Rồi coi la với cục mặt cái nào bự hơn. Cục mặt bự hơn ông á mà nó bị bẻ ra nữa đó. Bị bẻ cục mặt ra nữa còn hơi có sâu có con đó hồi còn sẽ lụm nữa sao cả nhà. Bốn lít mấy hả? Còn dữ lắm mấy ơi. Nó quýnh vậy đó mà nó quýnh vậy đó mới lên thuốc rồi chú ơi. Thôi cường ốp máy nha cả nhà. Rồi hồi có gì cường quay nữa cả nhà xem nha. Giờ nó bu quá rồi, cường ốp máy đặng cường ra khỏi khu vực này để không nó bu cường hoài à. Nó bu có mình con à. Ừ, mình mày à. Ừ, tại con lên phá ổ nó ghét dữ lắm ghét. Thì thôi cường xin ốp máy cả nhà. Có nữa cường quay tiếp cả nhà xem nữa nha. Đây cả nhà ơi, cường mới vừa phát hiện trên cây gáo này có tổ ong nha cả nhà. Mà thấy cái đầu mặt thì bị anh em cắt rồi mà không biết lâu chưa cả nhà. Cắt đầu mặt cũng lớn dữ lắm lớn á. Đó nè. Chắc lên kiếm lại chắc khoảng gần lít chắc được. Thấy nói chung là cắt cũng khá là lâu rồi nha cả nhà. Cho cả nhà nhìn kỹ nha, thấy liền tiệp tiệp màu đó. Thì thôi đi còn leo lên nha cả nhà. Mồi gọi leo lên nha cả nhà. Mới cắt lâu chưa mà thấy đầu mặt phì lại cái nhà ấy. Lên thăm lại hên xui. Xị đỡ xị. Cây cũng dễ leo cái. Ngọn dao nó còn bự. Quá lớn cái nhà. Nè cả nhà. Con dao nó còn bự nữa nè. Hung dữ ta. Cái gì giữ vô mới được. Chưa thấy đầu mặt luôn.
qua đã cả nhà ơi, khủng long. Trời ơi cái đầu mật. Hết tiết ngon luôn rồi. Quýnh vô đùi đau dữ ta. Cường cũng khó cho nó bay ra bớt cái mới được. Không biết cắt lâu chưa mà làm cục mặt này ngon quá. Chạy kèo như kia tôi lứa chân nè. Cả lít mấy nè. Ngon lành. Trời ơi, không có phấn luôn mới ghê chứ. Đi gỡ mấy sâu ra cái đi. Cứ dưỡng lại tiếp nghe đây nha. Ai có bắt được bắt chứ giờ anh em bắt tràn lan chân. Nhiều khi ông mình thấy gì cái cũng chưa chắc gì còn để thơm cái mình không bắt người ta không bắt à. Khó dữ vậy. Đây đây cả nhà. Trời ơi anh em cắt cục mặt đầu cũng khủng long luôn chứ ít đâu. Đầu cũng 73 lít đó nha, nằm lúc ngoài luôn quốc vô trong như nè. Mặt này cũng mini à. Kiếm 1 lít rưỡi chắc được. Chạy kèo vô đây luôn, chắc hồi cắt tới mí này cái nha. Chừa cái đầu chạy kèo cho nó nha. Ngon lành chưa cái nha. Mặc dù đầy ống hết trơn luôn. Ôi ôi đã. Dọn dọn kèo nó kéo vô nữa đó cả nhà. Không ông ấy đang kéo nè. Này giống như cắt hai dao quá ta. Rồi. Cắt lấy mặt đó nha cả nhà. Nhìn giống như hai dao quá. Quá im cả nhà ơi. Trời ơi bột này lủng tiêu rồi. Mấy cái bịch này quá trời bịch này luôn hả bự. Bịch này hơn 10 kg, bịch này 12 kg gì á. Tích rưỡi mặt thấy ghê luôn rồi nha. Đây nè, một bịch hết biết luôn rồi. Không có phóng hoa luôn á. Quá im cả nhà ơi. Xuống đất cái view kỹ hơn cả nhà xem.
Ôi ôi đã. Xuống ghê cả nhà. Đây nè. Đó. Lít rưỡi nha cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Bịch này còn mua bịch hay lớn quá. Nó bự chà bá lửa luôn. Ngon lành chưa cả nhà. Còn hơi có con ha, lụm ra bớt cả nhà ơi. Mấy con trong đây nè. Mặt nói chung mặt non, cắt ra xuống điều nó đều sổ mặt như vậy hết nha cả nhà. Chứ không phải là cỡ nào cũng phải sổ hết trơn á. Thì thôi để Cường ốp máy nha, để coi hồi đi có nó quay tiếp cho cả nhà xem nữa nha cả nhà. Thì trước mắt Cường xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ.